Vân ơi, sao nhà cửa lộn xộn thế này? Có chuyện gì à? Tại sao tối qua xảy ra những chuyện này, em không gọi điện cho anh? Thế có mất nhiều không? Anh thì quan tâm là mất bao nhiêu, chứ anh không thèm quan tâm tới tôi chứ gì. Bọn con giống nhau thế. Thì em vẫn đang yên lành còn gì nữa. Vâng, tôi yên lành. Giả dụ như hôm qua không vì mất điện, tôi sợ quá tôi chạy vào trong kia ngủ, thì chắc bây giờ anh ở đây mà hót phát của tôi rồi. Em tưởng tượng ra cái gì ghê thế? Tại sao lại là tưởng tượng? Anh sợ mẹ anh ở nhà một mình mưa to gió lớn, tôi thì không phải ở một mình chắc. Anh vẫn lo lắng cho em mà. Không lo bò trắng răng nữa. Ở cái khu này ấy, suốt ngày mất điện, an ninh thì kém. Hay là... Hay là sao? Vợ chồng mình dọn về ở với bố mẹ. Anh thích như thế lắm à? Thì em thấy đấy, nếu như chúng mình ở nhà với bố mẹ thì sẽ không có những chuyện như thế này xảy ra. Anh thích thì về đấy mà ở một mình. Trừ cái ngày cuối tuần về ăn cơm với tao, còn lại ông về bên đấy suốt. Mà nhiều lý do lắm, lý do nào cũng chính đáng. Ôi trời, tao chán chả muốn nói nữa. Càng ngày càng xa cách. Tao cũng thấy mày nên xem lại quan hệ vợ chồng của mày ấy. Ai lại như thế bây giờ? Chẳng mấy chốc mà chán. Tao đang chán lắm rồi đây. Mày có biết tao tưởng tượng cái gì không? Tao đang nghĩ bà mẹ chồng tao giống như là một bà vợ cả đầy quyền uy trong một gia đình thời phong kiến. Còn tao ấy là một người đàn bà đang phải chịu cảnh lẽ mọn thấp hèn. Con điên. Tao nghĩ mày nên đi khám này. Khám xem là bác sĩ có bảo mày phải uống lại thuốc trầm cảm hay không ấy. Cả tháng nay rồi, ông ấy cứ đi đi về về. Cái chỗ nhà tao thuê đúng nghĩa là một cái nhà trọ luôn. Trời. Mẹ gọi anh về có việc. Em tự ăn nhé. Thế nào con? Vợ con về bây giờ ạ. Nấu cơm cho ăn mà còn phải năn nỉ về. Điệu vợi quá cơ.